Anh ơi, em đang có 5 tỷ giờ xây đội hình sao anh? Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Khali Cây và tiếp tục cái series Tip for Newbie Build Team như anh em mới chơi. Và hôm nay sẽ là một con ác Chelsea 5 tỷ của một bạn viewer gửi cho mình. Và bạn ấy không biết build team gì, và theo như mình tìm hiểu, ác của bạn cũng có một vài cầu thủ của Chelsea và cũng đã mua sẵn một số con hàng Chelsea khác rồi. Ở đây thì mình có đặt một vài con và cũng đã về đủ. Đó, chỉ ở đây có một số những kiểu con Josco mình vẫn đang đặt này, hết 3 tỷ 9. Một vài con hàng khác thì mình đã cho sẵn một đội hình rồi. Ok, đội hình này như thế nào anh em có thể đợi quan chưa nhá. Rồi, thì cái đội hình của bạn ấy có sẵn Christensen, khá là may mắn bạn ấy mở được mức thẻ cộng 5. Mình đã mua thêm Antonio Rudiger cộng 1, có Aubameyang này. Đây, bây giờ mình sẽ sửa lại một chút ở một vài vị trí. Với sơ đồ 4-2-2-1-1 như thế này thì mình sẽ cho vị trí CAM là Kevin De Bruyne mua EPS. Có khá là nhiều lựa chọn nhưng mà tầm tiền này thì mình thấy con EPS này cũng dùng được. Có chỉ số ẩn là thánh chuyền bóng, kiến tạo, sút xa, chuyền dài, sút xoáy và tạt bóng sớm. Con này để LM cũng vẫn được nha. Nếu mà cánh hơi thọt có thể để nó sang đá cánh cũng được. Rồi, ở đây, ở hàng CDM thì ưu tiên của mình đó chính là Gullit mùa CFA. Đó. Trong mấy con Gullit thì mình ưu tiên con này đá ở vị trí CDM. Mà giá nó cũng hợp lý nữa. Tiếp đến thì có Petit. Nếu không dùng Petit thì mình sẽ dùng Michael Ballack mùa FA. Đây. Cũng là một trong những vị trí mà mình đánh giá cao về mặt phòng ngự. Cặp Gullit Ballack thì là vẫn là một trong những cái cặp mà rất là nguy hiểm ở trong FIFA 24 và cực kỳ quốc dân rồi. Nếu anh em chơi nhiều cũng đã biết, có thánh chuyền bóng, đánh đầu mạnh, kiến tạo, sút xa luôn và chuyền dài. Với 5 tỷ thì anh em không thể đòi hỏi được một những cầu thủ này cộng 5 được. Nhưng dĩ nhiên nếu mà đập lên cộng 3, có điều kiện tích góp sau này thì cũng không hề tệ đâu. Với mức rank kiểu thấp thấp như này đá cũng không tệ. Cánh thì mình dùng Pedro nha, nhỏ nhưng mà có võ nha, tốc độ cao, tạt khá là đẹp. Nếu ở mức thẻ kiểu, nếu lên level 5 này cũng đủ tạt luôn. Sút xoáy, ma tốc độ, qua người, vân vân. Mình đá con này rồi, thì nó đá ảo ra phết. Nên là mình vẫn ưu tiên chọn con Pedro này. Cánh bên tay trái đi, mình sẽ chọn Hazard. Hazard 2 chân 5 năm, cặp cánh 5 năm như thế này thì còn gì để chê nữa không? Đó, qua người các thứ. Tiền đạo thì ở đây có thể anh em dùng Aubameyang, Drogba nha. Đấy, Drogba hoặc Aubameyang ở vị trí tiền đạo. Hoặc là có thể ở đây mình đã mua thêm con Kai Havertz nữa. Kai Havertz cũng đang là tiền đạo nha. Rồi bây giờ chúng ta đến cặp cánh. Cặp cánh là một trong những cái vị trí mà mua khá là lâu. Nên là thôi để như thế này cũng được, vừa đủ. Rồi Rick James và Ben Chilwell. Đó, thủ môn bạn ấy cũng đã có sẵn. Ok, setup qua đội hình này như này thế này, theo mình thấy nó cũng là vừa đủ và vừa ổn nha. Nếu có thể thay đổi thì mình có thể thay ở đây là Rick James mùa 19NG và thêm một vị trí nữa là Emerson mùa BOE. Đó, nếu mà khi mà hai cặp cánh này xuống phong độ thì có thể thay được thoải mái luôn nha. Ok, thì bây giờ sẽ đến qua với phần cài đặt huấn luyện viên. Rất là tiếc là bạn này chỉ có 500 điểm CP thôi. Thôi, có thể nhét được vào vị trí nào thì mình nhét thôi. Cái này thì bạn ấy chưa cày, ít nhất thì thôi, có sao thì dùng như thế vậy. 400 này, có sao dùng vậy nhá. Có, còn hơn không. Cái này nếu mà chơi một thời gian nữa thì có thể tích góp thôi, hết đủ rồi. Ok, mình sẽ phân công một số vị trí. Ví dụ như Drogba đi, sẽ tạm cái này vào vậy để nó có thể truyền QS. Cái pin như thế này đi. Cặp Gullit Ballack cho cái này. Ok, về cơ bản là tạm được. Rồi, tiếp đến là mình sẽ chọn một cái nhà quản lý phù hợp với chiến thuật 4-2-2-1-1 với thuộc tính là sút chính xác, khả năng xâm nhập sút chính xác. Đây. Ok. Ok, xét qua một vài vị trí thì ở đây mình sẽ xét theo kiểu gọi là thói quen của mình thôi. Bám biên, bám biên, không tham gia tấn công, công thấp thủ cao, công thấp thủ cao. Về cơ bản thì mình chơi một thời gian thì mình thấy xét nhiều cái đôi khi nó cũng hơi bị thừa. Xét ít nhất có thể, tùy theo cách chơi của mỗi người. Với lại mình học một số kênh ở YouTube, ở trên mình học một số những cái sắp xếp với lại setup đội hình ở trên YouTube nữa. Nên là mình thấy chiến thuật một phần với lại kỹ năng cũng là một phần nữa.
xét sao cho cảm thấy mình chơi hợp là được. Ok, 4-2-1-1. Một cái sơ đồ mình chơi khá là nhiều ấy. Lần này thì không phải 4-2-2 như mọi khi nữa. Đây, Antonio Rüdiger kẹp với Varane này. Team Real thì có cặp CB đấy cũng cực kỳ ngon luôn. Là nhẹ. Xuất. 10 điểm như Hada ra rồi. Ok, Black. Sút rất là tín nha. Ôi. À, QW. Hơi non. Ok. Hay. Với các bạn thì vẫn đứng đúng vị trí và sút chính xác. Thế là đủ rồi. Các bạn thì mình đánh giá vẫn là khỏe thôi. Coi rừng. Châu đất. Đá Lukaku thì dễ hơn đá Drogba. Ok. Không quá khó. Rồi, thì ok, đây là tổng trực quan cái đội hình 5 tỷ mà mình đã build cho bạn viewer đó. Ở đây thì có một vài những vị trí mà có thể thay khi mà xuống không độ hoặc là hết thể lực vân vân. Thì có Kai Havertz hay là Mason Mount, Ben Chilwell, Rick James đó, swap cho nhau khi mà xuống không độ nữa. Thì team này vẫn thực ra vẫn còn khá là nhiều vị trí mà cần bổ sung thêm để đủ một cái dàn line up đi chăm si từ đá chính đến dự bị. Nhưng cái như mình thấy đá như thế này là cũng tạm được, và có những con hàng quốc dân ở trong team như thế này rồi thì cũng không tệ lắm nếu mà anh em chơi và trải nghiệm. Đặc biệt là những anh em mới tập build đội hình và tập chơi thì nó cũng khá là dễ đá thôi. Nếu mà mua được một số con tiền đạo nó dễ chơi một xíu, nhưng về cơ bản chơi và trải nghiệm thì sẽ là một trong những cách giúp anh em cải thiện trình độ. Không phải cầu thủ nào nó cũng dễ làm quen ngay từ đầu. Nếu chơi thì anh em tập làm quen nó thì anh em sẽ thấy nó mạnh điểm gì và nó yếu điểm gì. Rồi, thì đây là một cái đội hình mà mình đã build cho bạn viewer với giá 5 tỷ VP. Và nếu thấy thích thì em đừng quên để lại cho mình một like và sub. Và nếu thấy thiếu có thể comment ở phía bên dưới để cùng mọi người cùng bàn luận nhá. Thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. You're trying to stay strong and fake a smile until